加班的。啊。哎。这个红麦呀。这个红麦呀。哦。哦。Hello, mình tên là ca sĩ quán nhóm Double V. Mình đang ở Quảng Ngãi. Tại sao mình đến Quảng Ngãi thì vì nghe nói là ở thành phố Hồ Chí Minh có một khu vực đặc biệt mở nữa là tên là khu vực Kỳ Đài Quan Trung Quảng Ngãi. Nên mình và xin sư kê cùng đi chơi ở chỗ đó nữa nhưng mà không hoạt động. Tại sao?Tại vì là ngày 28, 81 được mở khu vực đó ấy. Nhưng mà hôm nay là không hoạt động nên mình đi lồng vòng để tìm ra nhà hàng. Khi đó có một tiệm đặc biệt ăn vặt đường phố Hàn Quốc. Nhưng mà chỉ một nhà hàng thôi nhé, khu vực này thôiNhưng mà tiệm này được đặt tên là Bạc Đường Phố Hàn Quốc nha. À, hiện nay là mình xem phim Hàn Quốc nhiều nữa, trong Netflix nữa. À, trong phim Hàn Quốc chắc chắn có cảm ăn món Hàn Quốc nữa. Nên tôi nghĩ là món ăn món Hàn Quốc nha. Bây giờ vui rồi và chờ nhé.Hey, tôm bông gì nhỉ? Cái này là ông nhỏ tháp cắn. Nó là cái này là bao nhiêu tiền? Là tổng tiền là 130 nghìn. Không, thật mình là người Nhật Bản, nè, không biết món ăn Hàn Quốc là thế nào.Sau khi ăn món tteokbokki này thì mình sẽ không biết vì giống như Hàn Quốc hay không. Đổi con quá. Wow, quá cay nhá. Nhưng vẫn chỉ là tteokbokki và món Hàn Quốc là chắc chắn là vị cay nhá.Nè, có thể giống như Hàn Quốc. Trước đây là ăn tteokbokki rồi á, ở Việt Nam. Khi đó là không ngon, tại vì là chỉ có vị cay thôi á. Nhưng thế này là có thể có.Tương nem cay mà vị nhẹ nhàng. Nóng quá là ngon đấy. Và tiếp theo cái này chả ngonนะสัตว์มากเลยเนี่ยจะก็เป็นญี่ปุ่นทุกคนอ่ะไม่เจอไม่มีสัตว์มากเลยบางทีมีแต่จับบงนะจับบงนะสัตว์มากเลยงงเนี่ยงงน้ำเนี่ยสุดที่จับสุดที่không phải kiểu Nhật Bản nữa mà đường miên nữa, xin lỗi. Khi ăn hot dog thì cũng sử dụng xúc xích như thế này. Tập thái là ít có thịt heo, vị heo mà ngon này. Cái này có là ba sốt nhé. Sốt mayonnaise, sốt tương cà và ớt nữa. Đúng rồi, có rồi.
là mọi người chắc chắn mọi người thích mayonnaise. Nhưng trước khi đến Việt Nam, mình chưa ăn sốt mayonnaise vì ngọt. Tại vì là bên Nhật Bản là không có sốt mayonnaise ngọt, nó hơi hơi chua. Nên là sốt mayonnaise bình thường là ngon, là vừa mình của người Nhật. Chắc chắn mà có vẻ ngon. Ngon. Cái là món ăn Hàn Quốc nhưng mà ca dư nhiều người Nhật Bản cũng nhỏ món ăn quê hương Nhật Bản. Hoàn hảo nè. À, hôm nay rất vui á, tại vì là vốn dĩ là muốn đi khu vực ẩm thực đại dài quan trường nhưng không hoạt động cho đêm đó nha. Đêm cảm giác của mình là rất rất buồn nha. Nhưng bất ngờ gặp bạn đường phó Hàn Quốc ở đây và hơn nữa cái này là rất rất ngon nên bây giờ là rất vui. Nhưng sự thật là nhiều người cảm thấy giá hơi cao, biết là ngon nên người người cảm thấy giá này là cao hay không. Thật thoáng mình cảm thấy hơi mắc, nhưng sau khi ăn rồi thì ok, giá và vị là hợp nhau nha. Nhưng mà vị cay rồi em trai bồi không lắm, nhưng mà ngon nha. Cái mà là ngon. Đây là nếu mọi người nghe quần mùi thì hãy đến đây nha. Địa chỉ là 702 K2 Sư Bằng Thăng quần mùi. Là bên kia là có một trung tâm thương mại. Nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye. Mình thêm là Kazu của nhóm Double Quiz.